Đây nhá, em sẽ test trước các bác xem nhá. Đó, các bác nhìn chưa? À này, đó, nhảy CB ngay này. Rất chi là nhạy luôn. Đây cái này là dòng 3 me, dòng 15. Đây các bác, 1, 2, 3 này. Đấy, những cái nào test cái nó nhảy ngay. Đó, các bác nhìn chưa? Đây là cái dòng 3 me, dòng 15 bác nhá. Rất chi là nhạy luôn. Đó, thì em test qua một hàng thôi. 60k một chiếc tặng hộp bác nhá. Đó, thì em test một số cái như vậy thôi. Các bác yên tâm về chất lượng, cái này được bảo hành 6 tháng như tất cả các hàng bình thường và có giá là 60k. Đây vẫn nhá. 60k. Tặng hộp. 60k tặng hộp các anh nhá. Đó. Vâng, em xin chào tất cả các bác nhá. Thì hôm nay em lại giới thiệu qua cái dòng áp chống giật. Đấy, giá rẻ đây. 60k một chiếc nhá. Đấy, được tặng hộp. Đấy, 60k một chiếc là bao gồm cả hộp ấy luôn nhá. Và loại thứ hai đó loại cốc đại. Đấy, loại cốc đại đấy bác nhá. Cốc đại 40A. Cái này bác có thể làm bắt tổng được. Thì cái này em đang bán với giá là 145k nhá. Đấy. Hai loại này giá rất chi là tốt, bảo hành như loại bình thường. Cái này nó chỉ mè cạnh một chút thôi. Đó. Đây em sẽ giới thiệu bác là đầu tiên là cái dòng AT 3 me dòng 15 nhá. 3 me dòng 15 đây. Đó. Thì cái này có giá là một chiếc là 60k bác nhá. Đấy, một chiếc 60k. Vâng này, đây, nó mẻ cạnh một chút này. Đó, có thể nó mẻ cạnh một bên hoặc hai bên. Nhưng này có giá 60k. 60k đây thì các bác được tặng một chiếc hộp này nhá. Đây, nó sẽ một chiếc vỏ và hộp như thế này đây, tặng các bác luôn. Đó, giá chỉ có 60k. Át dòng dùng 15 cực kỳ nhạy luôn. Đó. Vâng nhá. Át đẹp. Em thử cái nào thì cái đấy nó sẽ nhảy ngay tức thì luôn. Các bác yên tâm về chất lượng nhé. Không phải là giá rẻ ở đây là về cái chất lượng kém. Mà giá rẻ ở đây nó chỉ là gì? Mẻ cạnh thôi. À, mẻ cạnh thử bác nhé. Mẻ cạnh xíu thôi. À, cái nào thì cũng như chất lượng cũng như nhau. À, có cái thì mẻ cạnh bên trái, có cái thì mẻ cạnh bên phải bác nhé. Đây, em cho cái sát bác nhìn đấy nhé. À, có cái thì mẻ hai cạnh. Giá chỉ có 60k một chiếc thôi bác nhá, được tặng hộp. Đây, cái này thì mẻ cạnh chỗ này bác nhá. Đấy. Rất chỉ là nói đúng là nó rất chỉ là đẹp. Nó đúng là nó rất chỉ là đẹp. Nhưng mà đây, cái chỗ này các bác nào để ý không ạ? Nếu em không nói thì các bác cũng không biết đâu nhá. Đấy mẻ xíu này. Đấy, mẻ xíu luôn này. Đó, có cái thì bị chút đấy, có cái thì bị nhiều hơn. Đó. Nhưng mà nắp vào mà hộp như này thì các bác này. Đấy hộp như này. Các bác nhìn thấy gì không ạ? Không có gì luôn. Mà nắp trong hộp thì cũng kín mít. Cái này có thể có nắp âm tường nhé. Nắp lỗi. Đấy cái hộp này chỉ dành cho nắp lỗi này. Còn âm tường thì bác nắp cái hộp của đế âm tường ấy. Là vừa hết nhé. Nắp cái mặt Niwa chụp vào. Đó. Đấy với nhé. Đây em sẽ móc một số cái ra. Đấy. Các bác yên tâm là về cái loại này. Là chất lượng là tốt. Cái lần trước em cũng đã bán cái loại này rất là nhiều, nhưng vừa rồi trong giai đoạn vừa rồi là nó hết, nó không còn. Nhiều bác hỏi thì hôm nay lại lên video này để giới thiệu bác nhé. Đây, con này nhỏ xíu này, như này mà cũng cho giá thanh lý. Đấy, từ 80-85 nghìn một chiếc bán xuống còn có 55 nghìn không hộp, và nếu mà các bác lấy hộp thì có giá là 60 bác nhé. Đấy. Cái này nếu mà 55 nghìn là không có hộp, còn các bác lấy hộp là 60 nhé. Đó, thì em nhắc lại lần nữa thì các bác có cái hai cái sự lựa chọn là như vậy. Chất lượng nó thì không phải nói gì về chất lượng, bảo hành như các loại như nhau, đấy bác nhé, đều như nhau hết luôn bác nhé. Đó, nói chung nó là đẹp, mẻ cạnh xíu này, bác này, mẻ cạnh có xíu này thôi mà đưa vào thanh lý. Đó. Quá. Cái này nếu mà nắm chỗ khác mà người ta cũng không nói về nó mẻ cạnh thì các bác cũng không để ý tới đâu nhé. Nhưng đây em thì nó sấp xíu, em cũng cho ra thanh lý luôn. Đấy, thì các bác mua hàng liên hệ với em có số điện thoại là 0975782118 nhé. Số đó em có sử dụng Zalo bác nhé. Đó. Rồi tiếp theo nữa là cái AT40A. Đây em giới thiệu bác là cái dòng 40A đây nhé. 40A này em cũng có nhiều nhá.
Cũng vài chục chiếc. Đấy, vài chục chiếc luôn. Đợt này thì nó cũng nhiều nhiều quá. Đợt trước thì có khoảng hơn 100 chiếc thì bác lấy về nó, số lượng nó hết nhanh quá. Đợt này có mẹ đăng lên luôn. Đây coi nhé. Đó. Coi nhìn này, đẹp chưa? Đó. Đây, cái này thì nó mẻ cạnh nhé bác nhé. Đây, mẻ cạnh đây. Đấy, có thể là nhìn thấy hoặc là không nhìn thấy, nhưng mà mẻ xíu này. Bên đây thì nó không mẻ này. Đấy. Cái phần này nó cứng thì nó gãy này. À, đây, cái này mẻ đây bác này. Bác nhìn này. Đó. Bác nhìn chưa? À, chứ để thẳng này vì không ai nhìn gì với. Để thẳng này nó như dòng thường luôn. Đến em nhìn cũng không phân biệt ra. Đó, thì các bác mua hàng thì liên hệ với em có số điện thoại là 0975 782 118 nhé. Đấy, thì những cái dòng ắt cóc này thì em bán phải từ 3 chiếc trở lên em mới bán nhé. Đấy, giá thanh lý rồi, từ 3 chiếc trở lên bán nhé. Còn cái dòng cóc đại này thì các bác có thể là mua em bán từ 1 chiếc. Từ 1 chiếc được nhé. Đấy. Giá trên em báo là chưa bao gồm phí vận chuyển thôi nhé. Phí vận chuyển các bác trả giúp em cái phí là 20k. Đó, rất chi là đẹp bác nhé. Chiếc nào cũng như chiếc nào bác. Đó. Thì cái này thì vừa em chưa test bác, thì vừa em sẽ test thử bác xem là cái dòng 4ME này nó như thế nào nhé. Đây, em sẽ test bác xem thấy luôn. À, em test thực tế các bác thấy luôn đây này. Đây em đóng điện lên nhé. Rồi bây giờ em sẽ test luôn. Đóng lên này. Đấy, một số cái em đóng thì em sẽ test nhé. Cái này chưa đóng lên này. Có nhìn chưa? Ăn nhảy này. Những cái nào bóng cò lên rồi thì em sẽ test bác nhìn nhé. Đó, bác nhìn thấy chưa? Đó, rất là nhảy luôn. Đấy, bác nhìn bóng điện nháy phát là tắt luôn nhé. Đó, còn những cái nào em chưa đóng lên bởi cái số lượng nó nhiều ấy. Không phải test trên cái video nó mất nhiều thời gian nên em sẽ không test được hết từng cái một cho bác trong video nhé. Còn bác nào mà muốn test thực tế hay là gọi video call trực tiếp với em sẽ test cho bác xem nhé. Đó. Đấy. Thì ngoài cái dòng này ra thì em còn có cái dòng mắt đẹp. Đẹp thì nó sẽ không bị mẻ cạnh nhé. Rồi. Các dòng của Fuji này. Đó. Mitsu này. Của anh nhé. Mitsu này. Đấy, những cái dòng này em đang bán với giá là 190.000 nhé. 190.000 một chiếc nhé. Đấy, đây là hàng đẹp. 190.000 một chiếc. Đấy, cái này 40A quá nhé. 40A, 190. Đó. Và cốc đẹp cũng vậy. Cốc đẹp thì cũng có nhiều nhé. Các bác cần loại nào thôi. Đây cốc đẹp rồi các nhé. Cốc đẹp đây. Đấy, cốc đẹp 20A, 30A đều 15, 20, 30 đều có giá như nhau nhé. Đấy, em bán là 80.000 một chiếc các nhé. 80.000 một chiếc ạ. Đó. 20A, 30A giá như nhau nhé. Đây em bọc ni lông có thể nhìn có nhìn không rõ. Ăn đẹp. Đây em quay này lấy cái độ lép nó con này, có nhìn chưa? Nó đẹp mà. Đó. $80.000 một chiếc hàng đẹp nhá bác nhá. Còn hàng thanh lý bên đây thì em báo lại giá luôn là 60k một chiếc được tặng hộp, còn nếu bác nào không lấy hộp thì em sẽ để giá là 55k nhá. Đấy, giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Đó.
Cái loại này cũng có hộp luôn các nhé, cái này loại này cũng có hộp luôn. Đây em sẽ lấy hộp cho các bác xem này. Đây hộp đây đâu nhé. Đấy cái hộp này của nó có giá nó 15k. Thì em sẽ lắp cái hộp vào đây cho các bác xem luôn. Đây các bác nhé. Đấy cái hộp nó sẽ như này các bác nhé. Đây rất xinh đẹp, hộp này 15k các bác nhé. Đấy, cả áp vào hộp thì cái này có giá là 160k. Đó, 160k các bác nhé. Thì ngoài những cái dòng này ra thì các bác nào cần sử dụng khởi động từ áp 1 pha 3 pha các loại thì các bác cứ liên hệ em nhé. Đấy, các bác cần là liên hệ em đều có đầy đủ nhé. Đấy, các bác đang xem video cho em xin nút like, đăng ký kênh, chia sẻ kênh ủng hộ em nhé. Cảm ơn tất cả các bác, xin chào các bác nhé, hẹn các bác ở video sau ạ.